mình nó cũng tới ngày sắp nở rồi nha các bạn. Cho nên mình sẽ ra mình nhúng nước, nhúng trứng vịt đó qua nước một cái nhanh nha các bạn, để cho nó nở, cho nó không bị sát nha các bạn. Trứng vịt ấp nhưng mà mình cũng phải nhúng nước qua một cái để cho nó mà nở đều nha các bạn. Nếu mà các bạn mà ấp trứng vịt á, mà không có nhúng nước á, nó sẽ nở, nhưng mà nó sẽ nở không có hết nha các bạn, nó sẽ bị sát đó, tại vì cái độ nóng của nó quá rồi cho nên nó sẽ không có nở đều nha các bạn. Đây mình sẽ lấy cái trứng vịt ở trong đây nè, mình sẽ nhúng mà mình dở nhanh các bạn, đừng cho để lâu quá nha. Trứng vịt này gần nở rồi, bắt đầu mình lấy trứng này ra để mình nhúng nước qua nước các bạn. Vài ngày mình nhúng một lần để cho khi nó nở, nó sẽ nở hết, nó không có bị sát, không có sót trứng nha các bạn. Mình sẽ bắt cái con vịt này ra, rồi mình đem cái trứng này ra để mình nhúng nước này nha các bạn. Ở trong đây nè, mình sẽ nhúng mà mình dở nhanh các bạn, đừng cho để lâu quá nha. Mình sẽ bắt cái con vịt này ra, ra đây vịt ơi, rồi mình nhúng nha các bạn. Mình lấy trứng này nè, mình nhúng nha. Mình lấy trứng vịt này ra, mình nhúng sơ qua cái cho nó mà cho nó có cái độ ẩm mà các bạn. Đây rồi mình nhúng trứng vịt nha các bạn, mình thử là nó có lòi không các bạn. Nãy có con chén nó lòi, nó thấy hang các bạn. Nhúng nhẹ qua một cái nó lòi nè các bạn ơi. Này có ngợp nè, đó cái trứng này là nó sắp nở rồi nè các bạn, nó lắc nè các bạn thấy không, lượm này ra đó, nó sắp nở rồi, nó lắc rồi nè các bạn thấy không, nó lội nè đó, cái trứng ở dưới nó cũng lội luôn các bạn đó. Mình dở nhanh nha các bạn, để không nó ướt quá cũng không tốt nữa. Để mình câu coi nó lội không các bạn. Các bạn coi nó lội nhóc hết trơn nè. Nó lắc là nó chuẩn bị nở nên nó mới lắc vậy nè các bạn. Đó các bạn thấy nó lắc không? Đó. Trên dưới gì đó đó các bạn thấy không? Nè. Các bạn thấy không? Này còn mơi mốt ảnh nở các bạn. Các bạn thấy trứng ở mình lụm này ra cho các bạn coi. Đó, trứng nó chìm với nổi nó lắc quá trời luôn nè các bạn thấy không? Đây. Đó. Mình ấp chơi trứng vịt nhưng mà mình cũng phải nhúng nước gì qua nghe các bạn. Đây. Mấy trứng này nó chìm xuống dưới, nó chìm dưới nhưng mà nó cũng lắc nè các bạn ơi. Đó các bạn thấy nó lội không? Đó.
mình nhúng vậy á, là nó mát đó các bạn, rồi nó sẽ bung cái lớp vỏ đó, các bạn thấy không, nó lắc kìa, đó thấy không, đó lội quá trời lội luôn rồi kìa, vậy đó chị, nó sẽ nở đều luôn lên nha các bạn. Mình coi coi, coi coi nó có lội không nha các bạn, lội các bạn ơi, trứng nào nó cũng lội hết trơn nè, các bạn thấy nó lắc không, đó nó lắc gì là nó sắp là nó mạnh, trứng trong nó mạnh lắm nè. Cách vài ngày là mình nhúng một lần nha các bạn, này còn có 2 ngày nữa đã nở rồi các bạn nha. Cho các bạn coi coi kỹ mấy cái hộp này thử coi nó có lội không nha. Khi mình ấp cho mẹ nó ấp mà mình không có nhúng nước á, nó sẽ nở không có đều nghe các bạn. Đó cái trứng này nó có lắc mà nó lắc nhẹ các bạn ơi. Đó. Nó lắc đó đó đó, các bạn thấy không, nó lắc không? Đó nó lắc kìa. Đó trứng nó chìm với nó cũng lắc luôn các bạn. Trứng nào nó cũng lắc hết trơn nha. Như vậy nó sẽ nở đều lắm nha các bạn. Các bạn nuôi nuôi gà nuôi vịt gì cũng vậy trơn á. Khi mà cho mẹ nó ấp xong thì mình cũng nhúng nước nha các bạn. Đây. Một gỗ nè các bạn. Đó. Mình nhúng vậy hồi mẹ nó vô nắp. Xong là khi nó nở nó sẽ chóc cái vỏ ra đều nha các bạn. Đó là kinh nghiệm của mình mà mình ấp trứng gà trứng vịt đó.